Hello, Duyên Thi xin mến chào đến tất cả các cô chú, các anh chị và các bạn. Năm cũ bước sang năm mới, Duyên Thi kính chúc toàn thể các cô chú, các anh chị và các bạn luôn may mắn, hạnh phúc và bình an, vạn sự như ý. Đây là chợ hoa nè các bạn, Tết thì người ta bán hoa rất là nhiều luôn. Thì hôm nay em đi em quay cái video clip này cho các bạn cùng xem và ngắm hoa cùng mình cho vui nha các bạn. Những ngày Tết trong mùa Covid thì năm nay họ bán ít hơn mỗi năm, nhưng mà mình thấy không khí Tết rất là vui luôn. Có rất là nhiều hoa đẹp, xin mời các bạn cùng theo với mình để ngắm cảnh chung quanh nha các bạn. Rất tiếc là bên đây không có hoa đào, hoa mai thật các bạn. Nhưng mà họ cũng nhập qua bán những cái cây hoa mai giả nhưng mà nhìn rất là đẹp luôn. Thì mình quay cho các bạn cùng xem nha. Thứ sáu nghỉ. Hả? Thứ sáu là thứ nghỉ. Hiểu mà, bên đó là có rất nhiều hoa tươi màu sắc rực rỡ đẹp quá các bạn ơi. Nhìn là thấy vui vì không khí Tết đã đến. Mọi người ai cũng đi mua hoa để về trưng, nhất là hoa vạn thọ đó các bạn. Nhà ai cũng phải trưng một cặp để cho nó đẹp và có không khí Tết trong gia đình nữa. Đây là hoa vạn thọ rất là đẹp. Còn đây là có mấy màu hoa rất là đẹp, hoa này để trưng cúng trên bàn thờ nè các bạn.
Còn đây là các chậu hoa vạn thọ rất là đẹp luôn, có hai màu sắc. Nhưng mà một chút nữa mình sẽ mua một cái cặp này để mình biếu cho người chị. Màu sắc này rất là đẹp luôn đó các bạn. Đây là có một cây thôi mà họ trồng rất là tốt, nhiều bông ở trong cái chậu này, nhìn xum xê quá, đẹp ha các bạn. Một chút nữa mình sẽ mua một cặp này, mình thích cái màu vàng tươi này hơn. Đẹp quá các bạn. Bông vạn thọ có hai màu. Và đây là dưa hấu để mình mua về mình chưng, mình cúng trên bàn thờ đó các bạn. Những trái dưa tròn rất đẹp. Và đây là những cái bao lì xì. Tết nhất mình phải cần có cái đó để mình lì xì cho các bé để nhớ phong tục Tết của Việt Nam mình. Còn đây là bánh kẹo mứt và mứt dừa non, là xưởng. Nói chung là đầy đủ hết, không có thiếu cái món gì hết các bạn. Những ngày Tết thì mình mua mấy cái mứt này và lạc xưởng, nói chung là mình mua làm quà biếu gì cũng có hết đầy đủ, y như quê nhà của mình không có thiếu cái gì nơi đây hết. Nơi mình ở là người Việt rất đông cho nên họ bán rất là nhiều những món về Tết này nọ thì có hết, không có thiếu gì hết các bạn. Đó, mình quay cho các bạn cùng xem. Đây là hoa đào rất đẹp nè các bạn. Tuy không có hoa đào hoa mai thật nhưng mà họ làm hoa giả nhìn rất là đẹp luôn. Nhìn là thấy không khí Tết rồi đó. Mình rất thích những cái chậu hoa vạn thọ. Đây là hoa vạn thọ, một màu rất là nhìn đẹp luôn. Màu nó đậm, nhìn nó dễ thương. Và hoa cúc nhiều màu. Chợ hoa bán nhiều hoa tươi đẹp quá ha các bạn. Những chậu hoa cúc này dễ thương lắm, mình trưng trên bàn thờ rất là gọn luôn. Mình thì thích cái màu này cho nên mình mua trước một cái cặp này, họ đem vô xe sẵn cho mình. Để một chút nữa họ nhiều người lựa quá thì sẽ không đẹp. Hoa một trong chậu rất là nhiều luôn các bạn, họ trồng rất là tốt và khéo luôn á. Đó, mình mua sẵn để đây và mình đi quay tiếp cho các bạn cùng xem nhé.
Hôm nay ngắm hoa rất đẹp các bạn ơi, không khí Tết tới rất là vui luôn. Một chút nữa mình sẽ mua một cặp màu vàng này để mình biếu người chị để làm quà Tết luôn. Một cặp như vậy thì họ bán 70 đô đó các bạn. Hồi nãy giờ mình quay hoa rất nhiều thì bây giờ mình sẽ quay khu người Việt bán trái cây nha các bạn. Mấy trái cây này là để trưng Tết nè, mấy cái khóm nè, trưng để bàn thờ rất là gọn luôn. Wow, cốc nè các bạn, cốc này mình chấm với muối tôm hoặc là muối ớt, rất tuyệt vời luôn, tươi ngon lắm các bạn. Và mấy cái dừa, dừa này mình có thể mình nên mình cúng những ngày Tết luôn. Wow, đây có măng nữa nè các bạn. Măng này mình hầm với chim giò rất là ngon luôn. Những cây hoa phát tài rất đẹp, xanh tươi. Nói chung đây là chợ người Việt thì bây giờ họ bán rất đầy đủ luôn, không thiếu món gì hết các bạn. Mình nhìn xa xa hình như có rau bồ ngót nè các bạn. Đây là bông chuối nè các bạn. Bông chuối này mình ăn bún riêu hoặc là nấu cháo vịt mình làm gỏi rất là ngon luôn. Wow, đây là rau bồ ngót nè các bạn. Lâu lắm rồi mình mới thấy cái rau này đó. Không phải lúc nào cũng có đâu, lâu lâu họ mới bán thôi. Rau này mình nấu canh thịt ăn rất là ngon luôn. Bầu mướp bí nói chung là tươi ngon. Đây cũng có hoa nè các bạn. Đây là khu chợ người Việt. Chôm chôm ngon quá ha. Chôm chôm rất là ngon và có trái vải nữa. Nói chung là trái cây bây giờ mùa này rất là nhiều luôn. Mình ăn gì ra cũng có và những trái xoài rất ngon. Xoài ngon. Đây là khoai lang tím nè các bạn, nhìn màu rất là đẹp luôn. Củ khoai lang to bự lắm các bạn. Khoai lang này mình mua về mình hấp cơm hoặc mình luộc ăn rất là ngon và ngọt lắm các bạn. Cái củ nó to dễ sợ luôn. Khoai lang củ nào củ nấy quá trời bự luôn. Thường thường mình thấy khoai này nó nhỏ lắm mà sao hôm nay mình thấy củ nó to quá chừng. Màu tím rất là đậm luôn. Tím đẹp quá ha các bạn. Ăn khoai lang này tốt lắm đó các bạn. Khoai lang này ăn ngọt lắm đó. Quá chừng cái củ bự luôn. Cái củ này chắc cầu 1 kg mấy luôn đó. Con nào nó có lóng lại hả? Con
Củ khoai lang này chắc 1 kg mấy hả gì? Quá chừng bự luôn ha. Khoai lang này nè. Bây giờ mọi người ai cũng đi mua sắm Tết thì không khí nó nhộn nhịp rất là vui luôn các bạn. Đây là những trái bưởi nè. Tuy rằng cái da nó không có láng nước đẹp nhưng mà mình chưng Tết thì cũng được. Đây là những trái chuối xanh. Chuối xanh này mình nấu lẩu dê ăn nó rất là ngon. Đu đủ rất là tươi ngon nè các bạn. Nói chung là trái cây loại nào cũng có, không có thiếu món gì hết các bạn. Cũng may mắn khu mình ở là người Việt rất đông, cho nên họ bán những loại trái cây của người Việt rất là nhiều luôn. Không khí Tết rất vui các bạn ơi. Em 15 đồng. Nơi đây họ bán những cái chậu hoa cúc nhỏ trưng bàn thờ rất là đẹp luôn, gọn lắm các bạn. Nhìn màu tươi rói dễ thương, đẹp gì đâu á các bạn. Năm nay họ bán hoa cúc nhiều lắm. Đó, những cái chậu nhỏ nhỏ như vậy. Còn đây là hoa vạn thọ cũng đẹp, tươi quá chừng luôn. 70 đồng một cặp đó các bạn. Một chậu hoa rất là nhiều. Còn chỗ này thì họ bán hoa vạn thọ 50 đồng một chậu lận á các bạn. Giá cũng hơi cao. Nhưng mà những ngày Tết thì họ bán cũng đắt lắm. Vì mình mua làm quà luôn á các bạn. Mình đi cũng khát nước, mình vô đây mình mua 3 bột khắp mình uống nha. Và bây giờ video của em xin kết thúc tại đây. Em quay chợ Tết bán những cái loại trái cây và hoa của người Việt mình, để nhớ lại không khí Tết quê nhà như thế nào cho các bạn cùng xem. Và em xin phép tạm dừng video nơi đây. Xin chúc các bạn năm mới vạn sự như ý, mọi chuyện suôn sẻ và may mắn bình an, làm ăn phát tài và nhiều sức khỏe. Xin hẹn gặp các bạn vào video kế tiếp. Xin thân ái chào tạm biệt các bạn.